mình đang băng vận đàn về cái câu trả lời của Đức Phật, ngài giáo huấn của ngài dạy trả lời câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề làm sao mà điều phục được cái tâm của mình và trụ ở đâu sau khi đã phát nguyện Bồ Đề. Đức Phật nói tiếp là cái người mà muốn điều phục cái tâm thì nên lập nguyện và khiến cho tất cả chúng sanh. Sẽ tiếp tục giảng dạy sau. Đức Phật đang bàn về một cái khía cạnh của cái tu hành mà gọi là tạo một cái lực để mà tu. Cái lực này được tạo ra nhờ cái nguyện lực. Cái nguyện lực về cái thế gian pháp thì người ta gọi đó là một cái họa đồ của người kiến trúc sư muốn tạo một cái gì, còn kế hoạch hoặc cái kế hoạch bên thương mại, người làm thương mại gọi là kế hoạch, kiến trúc sư gọi là cái họa đồ, là mình có một cái phương hướng muốn đi làm gì. Cái nguyện lực này đó, nguyện lực này là không phải để cho chúng ta, mà nguyện lực này là để giúp đỡ chúng sanh. Cái này là cái sự phân biệt, khác biệt giữa cái bên nguyên thủy, bên tiểu thừa với đại thừa. Bên nguyên thủy thì cái nguyện lực của họ là họ lập cái nguyện để họ làm tư lợi, họ tìm cái giải thoát cho họ. Ngược lại cái nguyện mà bên đại thừa là lập ra để cho làm lợi cho chúng sanh. Chúng sanh là cái người sẽ hưởng lợi của cái sự tu hành của chúng ta. Chúng sanh gồm có bốn cái nhân duyên, bốn cái khía cạnh. Chúng sanh có cái thân thể là do cái tứ đại mà nó hợp thành. Tứ đại, những người mà không biết, đại khái là thổ, tứ đại là địa, là đất, và thủy là nước, phong là gió, và hỏa là cái lửa, là chất nóng. Tại sao gọi là tứ đại? Đại là tại vì đại nó nghĩa là nó có phổ biến khắp tất cả, ở đâu cũng có, okay? Có hiện diện tất cả mọi nơi gọi là đại. Chúng sanh đó là có hiện diện của cái ngũ ấm. Cái ngũ ấm là nó mô tả cái năm cái giai đoạn, năm cái tầng lớp của cái sự mê hoặc của chúng sanh. Ấm là một cái danh từ tiếng Phạn, có nghĩa là một cái nơi mà nó vuông lên, nó được vuông xới lên. Tại sao gọi là ngũ, tại gọi là sao, tại gọi là từng đống là tại vì ý nghĩa của cái đống là nó chồng chất lên nhau. Tức là chẳng như cái sắt ấm là nó có nhiều cái lớp khác nhau, là nó chồng chất lên nhau. Rồi cái sắc ấm nó chồng chất lên cái thọ ấm, nó chồng chất lên cái tưởng ấm, nó chồng chất lên cái hành ấm, và chồng chất lên cái thức ấm. Vì vậy gọi là ấm. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Tại sao mà gọi là cái đống bây giờ, cái đống bây giờ? Okay. Tại vì cái đống á có nghĩa là nó chồng chất với nhau, thành mình khó mà phân biệt được là cái sự mê hoặc của chúng ta, mình đang chấp vào cái nào. Cái ấm, cái pháp ấm này là một những pháp mà những cái người mà tu hành không có hiểu được, người ta hiểu lầm nhiều rất. Cái ấm là cái mà quý vị biết không, người ta rất may mắn, tiếng Anh đó, cái danh từ trong cái tiếng Anh này thì cái những cái cuốn sách mà giảng về cái ấm, vụ ấm này họ giảng trật hết, họ giảng tầm bậy tầm bạ, họ không hiểu gì hết đó. Họ dịch ra, người giảng không hiểu mà người dịch cũng không hiểu nữa. Thành ra
cái người cái bên cái danh từ bên cái ngôn ngữ tiếng Anh này, cái người ta khó mà hiểu được cái pháp ngụ ấm này. Cái lý do mà cái ấm này nó ít người hiểu là tại vì cái pháp ngụ ấm này là cái pháp cho cái người mà trình độ cao mới có thể tới cái giai đoạn mới có thể tu được cái pháp này. Những cái người mà bên Phật giáo chúng ta mà có trình độ cao, tới trình độ cao rồi mới bắt đầu đi vào cái pháp này. Ông nói sao thầy nói mà thầy nói có vẻ khó khăn như vậy. Ai cũng có cái ngũ ấm hết, ai cũng có thọ tưởng hành thức. Nói chúng ta đang dùng cái ngũ ấm hết. Quý vị đang có dùng cái ấm là không phải là cái pháp để mà dùng. Cái đấm là cái pháp để cho quý vị nhận ra, nhận thức ra cái sự mê hoặc, cái tính cách mê hoặc quý vị. Cái như vậy này, nói cho quý vị những cái bí mật về cái Phật pháp. Cái ấm là một cái danh từ để nó chỉ thẳng vào chúng ta cái tính cách của mê muội của chúng ta. Cái mê hoặc chúng ta nó ra sao đó, nó lộ ra qua cái ngũ ấm này. Thành ra Phật giáo có Đức Phật á, mới nói là khi nào quý vị mà tới trình độ rồi đó, khi mà quý vị cái định lực đủ cao rồi á, thì lúc đó quý vị phải nhìn vào cái này. Lúc đó quý vị mới có đủ khả năng mà nhìn vào cái ấm để mà thấy được cái mê hoặc của mình. Còn cái người mà trình độ trình lực nó còn thấp hơn á, không thể nào thấy được. Thành cái ấm là cái ấm là phải có người có trình độ mới hiểu được, mới thấy được, mới có thể đối phó với được. Thành ra những cái người mà tiếng Anh đó, phần lớn những người tác giả người tiếng Anh đó, cái định lực người ta thấp, thành ta dịch trật hoặc ta giảng trật. Thì nhiều khi mình tu mình có thể nào hiểu hết tất cả được, nhưng cần biết rằng lúc mà có lúc nào đó mình sẽ cần tới cái quãng đường nào đó thì cần có cái bản đồ để mà đi quãng đường nào đó. Okay. Ngũ ấm này chỉ là cái bản đồ để lúc mình trình độ cao rồi phải dùng nó để mà đi. Đây là một cái pháp mà chỉ có người bên Phật giáo mới có thôi. Bên người ngoại giáo, ngoại đạo người ta không biết cái đối phó này. Muốn nói một cách khác, cái ngoại đạo họ không phá có được cái sự mê hoặc của cái ngũ ấm. Thành ra cái vị không có ngạc nhiên gì cả. Bên vì rất nhiều bên ngoại đạo đó, người ta quay về cái kinh điển Phật giáo, nhất là cái kinh Kim Cang này đó. Họ quay về kinh Kim Cang này, nghiên cứu kinh Kim Cang này để họ tìm hiểu được cái thâm ý của cái pháp, những cái pháp của bên Phật giáo. Ông hỏi cái ngoại đạo là ai? Ông hỏi là cái người ngoại đạo nào? Tôi nói những người ngoại đạo mà có trình độ giỏi đó, có trình độ cao đó, họ sẽ quay trở về Phật giáo để mà nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Tôi đang đọc cuốn sách mà gọi là những câu hỏi của vua Milinda, của từ tiếng dịch từ tiếng Anh ra tiếng Anh, của từ tiếng Phạn, từ tiếng Pali qua tiếng Anh. Okay. Đọc cuốn sách này tại vì đến được một những cuốn sách mà rất nổi tiếng, đến từ cái kinh tạng tiếng Pali nổi tiếng, nhất là bên người Âu Châu phải rất đọc. Thì có được dịch ra người Âu Châu, người Trung Tây phương, người ta thích đọc một cái cuốn kinh này, cuốn sách này tại vì nó bàn về nó mô tả sự đối thoại giữa hai cái người, và họ nói bàn về những cái vấn đề về Phật giáo rất rất là cao siêu. Thành ra đây cái câu hỏi giữa ông vua Milinda với một cái vị cao tăng bên Phật giáo tên là Nagasena. Tôi đem kể chuyện này cho quý vị nghe là tại vì nó có cái nguyên do của nguồn gốc của cái hai cái người này. Cái vua tại đây là cái sự đối thoại, đàm thoại, pháp thoại giữa cái ngài Nagasena, một vị A-la-hán, với vua Milinda. Và ngài A-la-hán này rất giỏi, thì ngài có trả lời hết tất cả những cái ủng khúc về Phật giáo mà nhà vua không có hiểu được. Cái lúc trước, đời trước á, cái đời Phật mà Ca Diếp á, ở cái chùa đó có một cái sau khi Phật mà Ca Diếp nhập Niết Bàn thì có một cái chùa đó có những người tăng đang tu với nhau, thì họ đang sửa soạn để mà làm đám tang cho Đức Phật. Okay.
rồi họ đang quét sân. Rồi có một cái vị sa di đó đang quét sân, thì có một cái ông tăng khác mới tới sai cái ông sa di trẻ đó đi vứt một cái đống rác. Thì vị tăng đó vứt biểu sai cái ông sa di đó vứt rác, thì cái vị tăng đó mới tới sai cầu sa di, ông sa di đó đổ rác. Ông sa di hỏi một lần, ông sa di làm lơ. Hỏi lần thứ nhì, ông sa di cũng làm lơ. Hỏi lần thứ ba cũng làm lơ nữa. Trong cái thế giới mà Phật giáo người tăng đoàn đó, cái người sa di là người phải theo lệnh người tăng mà làm, không có quyền hỏi. Okay. Tăng sai là phải làm. Rồi ông này ông làm. Tại ông tăng này cũng đồ sùng. Ông cầm cái cán chổi đó. ông quất ông sa di. Thì ai cũng thức tỉnh hết rồi. Ông sa di ông khiếp, ông ấy lật lật, ông lấy cái đống rác đi vất. Thành ra cái ông sa di này mới sùng đi đổ rác, mà mới vừa đổ rác mới lập cái nguyện. Nhớ mình đang nói về cái nguyện lực đúng không? Câu chuyện nó có ý nghĩa về nguyện lực vừa về pháp nữa. Ông nói này, tôi nguyện rằng cái phước, cái công đức của cái việc mà đổ rác trong chùa này của tôi đó. Tại ông sa di mới nói là tôi thề rằng với công đức này trong tương lai tôi thành một cái người có quyền thế để không ai có dám khinh thường tôi nữa cho đến khi tôi thành Phật. Thế sau khi mà đổ rác rồi biết người đang dơ, thành bấy lọt đọt tới cái dòng sông để mà rửa, tới dòng sông rửa, đang rửa lấp thêm lần nguyện thứ nhì. Thành ra ông nói là mới nguyện rằng là với cái công đức mà rửa sạch cái cơ thể của tôi, thân thể của tôi để mà tu hành đó, thì tôi muốn trong tương lai tôi nguyện là trong tương lai tôi sẽ có được cái sự thông minh và có sự sáng suốt để mà hiểu được tất cả mọi sự chuyện. Lúc đó cái ông tăng mà dùng cái cán chổi mà đánh ông kia đó, cái cậu sa di này cũng ngay lúc đó cũng đang rửa nó xong nữa mới nghe lén được cái lời nguyện của ông sa di này. Ông tăng mới gặp cái lời nguyện luôn. Ông nói là tôi cũng nguyện rằng trong tương lai tôi cũng rất là thông minh, tôi hiểu mọi chuyện, mọi sự chuyện, tôi rất thông minh và rất là sáng suốt, và tôi có khả năng để mà trả lời tất cả những cái câu hỏi khó khăn mà cái ông nhỏ nó sẽ tới làm khó làm dễ tôi. Vì vậy sau này mới khan, sau này họ tu rất nhiều kiếp. Vì đừng có tưởng bở như đừng có, sau này họ trải qua rất nhiều kiếp, rất nhiều kiếp. Quý vị làm biết tại sao như vậy? Tại sau này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, ngài mới nói 500 năm sau khi mà tôi nhập Niết Bàn sẽ có hai người này họ đấu pháp với nhau. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới tiên đoán, tiên tri rằng 500 năm sau khi mà tôi nhập Niết Bàn thì sẽ có hai cái vị Kinh Milinda, một vị Nagasena sẽ gặp nhau và đấu pháp với nhau để giảng nghĩa cái pháp của tôi đã truyền cho cái thế gian này. Sau này 500 năm sau khi mà Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn rồi thì cái vua Milinda này là một cái vị vua bên Hy Lạp đó, rất là có quyền thế, mà họ ông đó là ông đô hộ cái vùng Ấn Độ luôn. Người vua này rất là giỏi, rất là thông minh, đọc hết tất cả những cái sách kinh điển, không phải là giỏi về binh khí không, về chiến tranh đấu tranh không, về chiến tranh không, mà rất giỏi về cái pháp về những cái triết lý về triết học. Thì hồi đó ông vua này mới đi tìm, đi tầm sư, đi kiếm mấy cái gì ngoại đạo nổi tiếng nhất tới hỏi pháp người ta. Rồi tới gặp mấy ông thầy kia, mấy cái thầy ngoại đạo nổi tiếng nhất đó, hỏi người ta, hỏi mấy ông thầy nó. Thì ông vua rất là thất vọng, nói là cái nước Ấn Độ này nó trống rỗng, không có ai có đủ trí huệ để mà thỏa mãn cái nhu cầu hiểu biết của trẫm, của tôi. Đó, ông vua này mới tới
quay xoay qua mấy vị tăng bên Phật giáo, hỏi pháp, mấy ông sư cũng ú ớ trả lời không nổi luôn nữa. Ông vua này rất là bất mãn về Phật giáo, nói cái xoàng quá, không ai cái triết lý mà xoàng quá, không ai có thể thỏa mãn được cái nhu cầu hiểu biết của tôi. Hồi đó mấy cái vị a la hán đó khiếp sợ mang tiếng, sợ mất mặt. Lúc đó cái vị a la hán mà hòa thượng đó, mới nó dùng thần thông mới biết được cái tâm khinh thường của nhà vua Milinda đối với Phật giáo, sợ nhà vua sẽ có những cái hành động mà có tổn hại tới cho Phật giáo. Thành ông a la hán này mới hỏi quanh quốc là có ai có đủ cái trình độ, có đủ cái biện tài để mà đối thoại với nhà vua này. Không có vị a la hán trả lời nổi đối nhà vua đó. Tại vì cái vị a la hán này mới lên quả trời của Đế Thích đó. Thì mới hỏi Đế Thích này, Đế Thích, ông có biết ai trong cái khỏi này đó, có thể trả lời những cái thắc mắc của vua Milinda được không? Đế Thích lập tức trả lời, nói dạ thưa bẩm ngài. Thì Đế Thích có nói là trước khi mà cái vua Milinda mà sinh xuống làm loài làm người đó, thì lúc trước là sống trong khỏi của tôi. Thì nói lúc trước ở trên cõi của con á, thì ông kia ông chuyên môn đi đối thoại pháp với một cái vị vua trời khác, mà vị trời kia chuyên môn là đã bại cái ông vua này à, sau này thành vua. Thành cái vị a la hán này mới tới gặp cái vị trời đó, hỏi là bây giờ ông có muốn xuống làm người để mà giúp chúng tôi trả lời kinh vua Milinda. Cái vị trời nó mới trả lời, nó là cái cõi người đó nó bẩn thỉu, nó hôi hám, chứ xuống nó làm gì, tôi đây sướng hơn nhiều, ở đây tôi tu và tôi sẽ tu đang tu hành rất rất là tốt, tôi xuống làm người làm cái gì. Thì vị a la hán mới trả lời nói là ông lầm rồi, ông xuống làm cõi người để mà giúp hoàng dương cái Phật pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, đó cũng là tu hành nữa. Tại ông này, ông trời này mới nói là nếu mà tôi giúp được hoàng dương cái pháp của Phật Thích Ca thì tôi sẵn sàng xuống. Thành ra cái vị trời này thì ông kia trời đó mới xuống, hạ sinh xuống một cái gia đình Bà La Môn mới 6-7 tuổi. 6-7 tuổi hỏi cha, bây giờ con cha muốn học cái gì. Okay. Cái ông cha người Bà La Môn mới trả lời nó cái dòng chúng ta đó thì cái trí huệ, cái hiểu biết đó, nằm trong 4 cái tứ vệ đó. Thành ông Bà La Môn này học mới đọc cái tứ vệ đó đó. Tại ông cha mới mướn một cái vị thầy Bà La Môn rất nổi tiếng, rất là giỏi tới dạy cái kinh điển của Bà La Môn. Cái cậu trẻ này đó nghe ông nhờ ông thầy, bị ông thầy xin yêu cầu ông thầy đọc tất cả kinh điển một lần, nghe một lần thôi nhớ thuộc lòng. Thành cái cậu này mới quay là hỏi cha, nói cha bây giờ cái sách đó con học xong hết rồi, con còn cần học gì nữa. Thì ông cha mới nói là cái này là cái hiểu biết mà cao siêu nhất mình có thể có. Thành ra cái cậu trẻ này mới quay về Phật giáo để mà học kinh điển Phật giáo. Thành cái đó là câu chuyện hơi dài dòng một tí để mô tả cái vị, để chứng minh cho cái vị rằng có nhiều cái trường hợp mà bên ngoài đạo người ta phải quay về kinh điển Phật giáo để phát triển cái trí huệ. Tại cái giáo lý của Phật giáo nó cao siêu hơn nhiều. Thành ra cái giáo lý Phật giáo của chúng ta đó nó vững chắc và nó cao siêu hơn là giáo lý ngoài đạo nhiều. Những cái người mà bên ngoài đạo có nhiều người ta hiểu được như vậy, người ta phải quay về kinh điển Phật giáo để mà nghiên cứu. Thành ra những người bên ngoài đạo khi mà họ tới một cái hết cái tầm hiểu biết của họ rồi thì họ phải trở về quay qua cái Phật giáo để tìm hiểu để tìm cái chiều sâu của cái giáo lý. Hơi trả lời hơi dài dòng một tí, câu hỏi tại cái người ngoài đạo, hạng người ngoài đạo nào sẽ quay về giáo lý kinh điển Phật giáo để mà học
Thì tôi những người ngoại đạo là ngoại đạo hạng hạng giỏi, hạng rất là thượng phẩm. Cái phương diện thứ ba là cái duyên nó hợp lại với nhau. Cái duyên hợp duyên nghĩa là sao? Cái thân chúng ta đó là cái sự kết hợp của nhiều cái duyên. Cái duyên hợp duyên nghĩa là sao? Như cái thầy bây giờ, cái thân của thầy có ngày hôm nay là gồm cái duyên là phải cần mang kính, bị cận thị. Cái mũi nó hơi tẹt một tí, đó là cái duyên thứ nhì. Tai nó hơi nhỏ một tí, ok. thành ra cái duyên là duyên, là một duyên cần bị cận thị, cái mũi nó hơi tẹt một tí, cái tai nó hơi nhỏ một tí, thành đó là những cái duyên nó hợp lại với nhau để có cái thân này. Thì cái thân của chúng ta là do những cái duyên nó hợp lại, cái thân thể chúng ta là cho những cái duyên nó hợp lại với nhau. Cuối cùng cái duyên thứ tư là được sinh đẻ ra trong cái loài đó, bốn cái loài sinh. Sinh bằng cách bằng thai, bằng trứng, bằng chất ẩm và bằng hóa. Chẳng như cái vi sinh quả trời là sinh là hóa sinh. Có ai có thắc mắc về cái chúng sanh, tại sao gọi là chúng sanh, có bốn cái phương diện mà gọi là chúng sanh? Chúng sanh đó, về cái phương diện, về phương diện mà cái thể hiện của chúng sanh đó, là phải qua sinh tử, sinh ra xong rồi chết. Cái thân được sinh ra rồi cái thân nó sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị tàn tạ, không có thể là thay đổi được. Như về cái phương diện thể thì nó không có sinh và không có tử. Không ai hiểu gì. câu hỏi hơi khó trả lời. Thì hỏi bây giờ như vậy là mình quyết định mình sống, mình không chết, tức là mình cứ tiếp tục sống, tức là không có, mình không có quyết định gì hết, mình chỉ là thôi, không cần quyết định, không có sống, không có chết, không có suy nghĩ, không có gì hết. Anh nói thầy muốn trốn, muốn bỏ chạy mà chạy không kịp. Cho ví dụ nó hơi cái phiền phức một tí, anh muốn giúp quý vị hiểu cái sự khác biệt giữa cái thể với lại cái hiện diện và cái biểu diện tiếp. Ví dụ tôi á, cái thể tôi á, thể gọi là thể của một cái người tăng. Đấy. Anh á, cho quý vị hiểu cho cái ví dụ là mỗi tuần tôi đổi cái áo. Tôi có nghĩa là mỗi tuần đổi áo, giống tương tự như là sanh với tử vậy. Mỗi tuần cái tướng nó đổi, cái bên ngoài nó đổi, để bên trong á, cái thể vẫn là thể người tăng. Thì cái nó tương tự như vậy, cái thể của chúng ta là Phật tánh chúng ta nó không có đổi. Thì chúng ta luân hồi á, mỗi lần chúng ta sinh thì có cái tử, có sống sinh thì phải chết. Thì mỗi lần mình sinh như vậy mình đổi cái thân thôi, ở ngoài thôi, mình cứ đổi hoài à. Còn cái thể chúng ta nó vẫn còn nguyên vẹn, không đổi gì hết. Cái thể này nó không sanh, không tử. Cái hiện tướng của nó đổi thôi. Hiện tướng nó có sanh tử. Để cái thể ở trong á, chính của nó không có đổi gì hết. Quý vị chỉ thấy bên ngoài thôi. Quý vị nghe rõ ràng, hiểu không? Đức Phật dạy, Ngài rất từ bi, Ngài nói, quý vị khi mà thấy sinh ra, quý vị thấy tử, quý vị bỗng nhiên bị cái sanh tử làm quý vị mê hoặc, quý vị nghĩ nó quan trọng. Quý vị cũng hiểu rằng cái sanh tử đó chỉ là tạm thời thôi. Cái mà nó không bao giờ nó sanh tử hết là quý vị có một cái nó không bao giờ sanh tử là cái Phật tính của quý vị. Nó không bao giờ thay đổi hết. Đừng có để cái thay đổi này nó làm quý vị quên cái mà quý nhất chúng ta, nó không bao giờ nó thay đổi. Thành dùng cái thay đổi này để mà tới cái nó không bao giờ thay đổi. Tu để tới cái đó. Đức Phật mới giảng được như vậy thôi. Tất cả những cái pháp ngoài đạo đó,
Chỉ một mình Phật mới giảng như rõ ràng như vậy thôi. Còn tất cả những pháp ngoài đạo đều có sanh, đều có tử. Không ai biết rằng bên ngoài đạo, không ai biết rằng có một cái thể gọi là Phật tánh mà nó không bao giờ nó thay đổi. Không ai biết cái chuyện đó. Được không? Yes. Nếu quý vị đang còn luân hồi mà quý vị muốn thoát cái vòng luân hồi thì quý vị phải trồng cái chủng tử, trồng cái nhân để mà thoát luân hồi thì sẽ thoát được luân hồi. Cái nó dễ, không có dễ như quý vị tưởng đâu. Thứ nhất, cái khó đầu tiên thứ nhất đó, là quý vị không biết rằng là quý vị có thể thoát được vòng luân hồi. Tại tất cả chúng ta, phần đa số chúng sanh đều tin là phải cần sinh tử. Mình phải chịu sinh ra, xong rồi chịu khổ cực, xong rồi mình cuối cùng mình sẽ chết. Người ta không ai hiểu rằng mình có thể thoát được cái vòng luẩn quẩn sinh tử này. Người thường, người phàm phu, người ta không hiểu sự quan trọng của tìm cách mà liễu sinh tử, tìm cách mà thoát cái luân hồi. Cái khó khăn đầu tiên là đó đó, người ta chấp nhận cái sanh tử, người ta không tìm cách giải thoát. Tại sao như vậy? Họ quên không chịu chấp nhận lại cái hiện tại của chúng ta đó, cái thực tế của chúng ta nó khổ nhiều hơn ngày xưa. Có gì hay đâu. Nghĩ chứ không ai. Cuộc sống của chúng ta đó, nhiều khổ hơn ngày xưa. Có gì hay ho đâu. Có một cách để mà liễu cái khổ. Hồi sáng mình nói chuyện, cái câu vấn đáp hồi sáng mình kể đó. Một cái người đàn bà kia là nói, tại sao tôi khổ như vậy? Cái này tôi thấy còn khổ không? Cực khổ không? Có gì hay ho đâu. Tôi muốn được giải thoát. Tôi không muốn khổ như vậy nữa. Mới học Phật giáo 3 tháng là phát tâm như vậy rồi. Cái phần thứ nhì là mình biết trồng cái chủng tử đúng để mình đắc được cái giải thoát. Càng sớm càng tốt. Nên cái khó khăn thứ nhì là mình phải tìm một cách mà giải thoát càng sớm càng tốt. Đợi làm cái gì? Cái thứ nhì nó khó hơn quý vị tưởng tượng đó, tại mình tự động cái đa của những chấp vào cái mình đang có bây giờ. Không dám bỏ nó. Không dám bỏ. Đừng có nhìn tôi như vậy. Không dám bỏ đúng không? Có một cái, được một cái đó là không dám bỏ, xả không được. Mà tôi nhắc cái gì nè. Xả là cái một cái gì mà khó làm nhất mà quý vị có thể làm được trong cuộc đời này. Cái khả năng mà xả bỏ đó cái khó không thể tưởng được. Thành ra hai cái mà tôi khuyên quý vị, nhắc quý vị lại để trả lời câu hỏi hồi nãy đó. Hai phương diện. Thứ nhất á, mình phải biết là mình cũng muốn thoát. Cái chuyện gì mình muốn càng thoát càng sớm càng tốt. Đừng có dài. Quý vị kẹt thêm một ngày là khổ thêm một ngày. Cái người mà có trí huệ, ta tìm cái sự, cái trí huệ thì hiểu biết cái phương pháp để mà giải thoát càng sớm càng tốt. Trả lời cô vừa ý chưa hay là còn thắc mắc nữa? Còn nữa. Người ta xả không được. Muốn giải thoát, mở cái chùa để giải thoát. Nhưng đều thiệt ra mở cái chùa là thiệt ra không phải để mà giải thoát. Mở cái chùa để mà tự còng mình lại. Thành cái nguyện lực nó trật. Cái nguyện vọng nó trật. Không có đâu. Nếu mà nhìn cho kỹ, cái đó là chàng có những người tới xuất gia, có những người xuất gia là ta
cái nguyện vọng người ta là tu cái pháp giải thoát, cái vị xuất gia để tu cái pháp giải thoát. Dạ, như cho có người nghe nhìn cho kỹ thì phải nhìn tới cái nguyện vọng người ta. Nguyện vọng người ta là lý do người ta xuất gia không phải để tu cái pháp giải thoát. Lý do người ta xuất gia là tại vì đó là cái việc mà tốt nhất họ có thể làm. Họ làm như vậy thì được trọng vọng. Được trọng vọng, được trốn cái nợ cũ. Nợ cũ nó không tới đòi mình được nữa. Tôi là người xuất gia rồi. Hiểu không? Đó là chạy trốn. Để trốn vào một trốn khôn khéo lắm, trốn vào một cái chỗ mà người ta bây giờ ta phải trọng vọng mình. Ai mà sao mà tới đòi nợ thầy chùa bây giờ. Đúng không? Có quen bao nhiêu người nhà băng mà dám tới đòi thầy chùa không? Không bao nhiêu người đâu. Thành trốn rất là khéo léo. Thành ra cái nguyện vọng người ta là làm cái đó là vì cái bề ngoài chứ không phải vì thiệt sự muốn tìm cái giải thoát. Thành ra khi mà gặp những cái chuyện mà nó xảy ra, khi khách họ giải quyết những cái vấn đề đó đó, nó vẫn cứ luẩn vẫn quẹt trong cái vòng luân hồi như thường. Họ không có cái giải quyết của họ phải để mà đắc giải thoát, mà vào cái vào kiết của họ để mà kẹt trong cái vòng luân hồi, tại vì cái mục tiêu của họ là không phải để giải thoát. Anh đồng ý không? Thành khi mà gặp cái vấn đề nó xảy ra thì họ giải quyết bằng cách là họ chỉ trì tránh cái họ vẫn dùng cái thế gian pháp để mà giải quyết nó, chứ không phải dùng cái pháp xuất thế để mà đắc cái giải thoát, để thoát cái khổ thay vì trốn cái khổ hay là trì hoãn cái khổ. Tại vì tôi bị một người chửi ngày hôm nay, 10 người chửi thì để một người chửi nó nhẹ hơn, tại vì kệ cho 1,000 người chửi, mình giải thoát cái đã, làm gì chuyện người ta. Ai thắc mắc gì khác không? Cái vị nói gì nói, cuối cùng cái hành động nó cho cái vị thấy là cái mục tiêu của vị là cái gì, chân thật là cái gì, chứ không phải chỉ lời nói đâu. Tại vì tôi mặc cái áo này không có nghĩa là tôi là đi theo pháp xuất gia, pháp giải thoát đâu. Tôi mặc cái áo này tại vì tôi muốn được cái vị tới lạy với cúng dường cho tôi. Cái đó là không phải là pháp giải thoát. Thành ra cái pháp xuất gia là cái pháp mà để liễu cái sanh tử, cái liễu cái khổ mà Đức Phật truyền lại cho chúng ta đó, là cái pháp đó, cái pháp lẻ nhất, một những pháp lẻ nhất. Nó lẻ hơn cái pháp tại gia cái vị nhiều, lẻ hơn nhiều. Tôi dám nói như vậy tại tôi biết rất nhiều người xuất gia là nhờ cái pháp xuất gia này mà liễu cái sanh tử, lẻ hơn là người tại gia nhiều. Tại khi cái vị xuất gia là cái vị phải chặt cái dây nhờ của tình cảm của gia đình ngay lập tức. Cái đó là một cái khối nó khổng lồ, chặt không nổi đâu. Tại sao cái pháp xuất gia này nữa là chặt cái dây nhờ gia đình của mình, tình cảm của mình đó. Làm sao mà chặt được cái cháu của mình hả? Cháu mà nó dễ thương, làm sao mà chặt nó được, đâu có dễ đâu hả? Cái pháp người xuất gia phải chặt ngay lập tức, không có do dự được. Con chó cũng phải chặt nó luôn, không được nuôi chó nữa. Mèo cũng được giữ, không được nuôi nữa. Không được nuôi cái gì hết, chỉ chặt hết tất cả. Thành có hành lý đi vào cưỡng chùa, ngưỡng cửa chùa đó, hai bàn tay trắng không có gì hết. Có quyền vào, chứ không phải mấy chỗ khác mình dọn vào hotel rồi mình đem hành lý mình có, không có đâu. Mình vào chùa hai bàn tay trắng, có quyền vào chùa, chặt hết tất cả. Vài ngày đầu hơi lạnh thì thiếu áo quần. vì như vậy mà hành lý nó ít, nó chạy lẹ hơn nhiều. Tại vì bây giờ tôi chứng minh cho quý vị thấy cái pháp xuất gia là cái pháp giải thoát, nó lè hơn cái pháp người tại gia như vậy đó. Pháp người xuất gia là chặt, phải chặt ngay lập tức. Pháp người xuất gia phải chặt những cái dây nhựa mà khó chặt nhất là cái tình cảm trong gia đình. Cái tình cảm, dây nhựa tình cảm nó khó dễ sợ, khó giải quyết dễ sợ. Cũng quen nhiều sư cô đó vẫn còn nghĩ tới con gái. Mình nói tên á, mình chỉ nói là có nhiều sư cô vẫn nghĩ tới con cái mình như thường là đủ hiểu đó. Nó khó như vậy đó.
nghĩ ngồi xuất gia rồi vẫn ngồi suy nghĩ, vẫn cứ vọng tưởng đó, tôi cần làm gì cho con tôi, cạo đầu một cái là không có con rồi, mà còn ngồi thì còn nghĩ cho con. Okay. Câu hỏi là mình bây giờ mình nợ người ta, mình trả nợ bằng cách nào? Thì tôi nói hồi nãy cái câu hỏi đó, trong tinh thần đó, mình cách tính mình cách trả nợ nào mà tốt nhất mà lẹ nhất, vì nghe không? Ngày hôm nay mình nói về cái pháp giải thoát, pháp đắc giải thoát. Thì theo Phật giáo, Đức Phật dạy đó, quý vị muốn đắc cái giải thoát, muốn không muốn làm chúng sanh nữa, phải qua cái ngưỡng cửa của ngũ ấm. Không có cách nào khác hết, quý vị phải qua cái ngũ ấm mới thoát được. Phải qua cái pháp ngũ ấm mới thoát được. Cái pháp ngũ ấm là cái pháp tu hành, quý vị phải tu mới thoát được. Thành ra quý vị khôn ngoan, người khôn ngoan á, là mình hiểu rằng mình phải cần tu, Kim Điền Nga phải cần tu, chứ không phải là không tu được đâu. Thành ra mình phải cần tu. Mình tu, cần tu như vậy thì mình biết khéo léo, rồi mình trả cái nợ những người mà không cho mình tu. Cái nợ bị cản trở tu rồi mình mới sợ. Nghe rõ không bạn ơi? Mình phải khôn chứ. Mình muốn giải thoát mình phải tu. Chỉ cái lý do mình không tu tại người ta đang chặn mình, không cho mình tu. Nó nếu là thôi mà ở nhà đi vô chùa làm cái gì, tới chùa gì nhiều quá vậy, ở nhà đi còn lo cho gia đình, lo cho con, lo con cái nè, chứ làm sao mà bỏ bê cái trách nhiệm người mẹ được, người con được. Cái đó là nó đang đòi nợ mình, phải nhìn ngay lúc chủ nợ cẩn thận. Đồng ý không? Nha, con chó nó cúng quýt nghe, nó là chủ nợ. Đừng có dạy, phải nhìn rất là lẹ, phải khôn ngoan. Là mình biết muốn giải thoát, muốn đắc giải thoát mình phải tu. Tu muốn tu là phải trả nợ những người không cho phép mình tu. Việc đầu tiên, mình tìm cách trả nợ cho họ. Mấy người mà ta có đủ phước, ta không có ít người mà giặt giữ chân người ta lại. Thì mấy người đó là trả nợ rất nhiều rồi. Ok. Câu hỏi rất là khéo léo. Có phần thứ nhì quý vị chú ý tới. Phần thứ nhất trả lời, mình phải hối lộ những người mà sẽ làm khó khăn cho mình. Chuyện thứ nhất, nhất là con cái mình và vợ chồng mình. Cái thứ nhì quý vị đừng bao giờ quên điều đó hết đó, là phải giúp người khác tu. Mình giúp người khác đắc giải thoát. Mấy cái mạng chúng ta là trả lời vấn đáp để mà giúp người ta đắc giải thoát. Người ta ghi internet chúng ta trả lời những thắc mắc là làm sao tu, làm sao mà liễu khổ này nọ, là mình đang giúp người ta đắc giải thoát. Thì mình cần hai cái khía cạnh đó mới thoát được. Tại vì nếu quý vị giúp người khác đắc được giải thoát sớm thì quý vị cũng sẽ được giúp đắc giải thoát sớm. Trả lời được chưa? Tại vì quý vị phải chịu khó, cái chân nó đau ngồi đau hơn một tí, cái lưng nó đau hơn một tí, như vậy sẽ đắc giải thoát nó lẹ hơn một tí. Cười nó cười lộ ra cái tật xấu của mình hết. Quý vị biết không? Phải biết khôn khéo. Tại mình từ vô thủy mình đã nợ biết bao nhiêu người rồi, mình tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi. Thành nên mình chọn, phải chọn trả nợ cho nó khôn đó, để mình thoát nó sớm hơn. Bởi vì cái người Pháp, người Hoa có mấy cái khéo léo, ta trả nợ cho cha mẹ. Nhưng như bên Phật giáo dạy quý vị là phải trả nợ, trả hiếu. Tại vì cái đó là một cách trả nợ, trả chủ nợ. Hả? Pháp này người Hoa sâu xa. Sư Hoa có pháp chẳng hạn như là cái nợ cho tổ tiên, trả nợ cho tổ tiên. Cái pháp người Hoa nó có pháp trả nợ chủ tiên, khá pháp nợ oan gia trái chủ này. Mấy cái đó là cái khôn. Ai thắc mắc gì khác không? Ngày tấm vấn thứ ba. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giảng tiếp. Trong cái kinh Kim Cang này giảng, ngài giảng, ngài cho ví dụ bốn cái loài chúng sanh. Trong tất cả 12 loài chúng sanh,
12 loại chúng sanh này được nêu ra rất rõ ràng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Là quý vị qua đó mà coi. Mà Đức Phật nói là có 4 cái loại chúng sanh mà ngài nêu ra là sinh từ trứng, sinh bằng trứng là do cái tư tưởng. Tại sao gọi là tư tưởng? Trả lời hôm nay là vì cái tình với là cái tưởng, cái tình đó là cái cảm giác đó, cái cảm tình đó. Thì kinh Lăng Nghiêm nói là tình với là cái tưởng với cái suy nghĩ đó, cái lý trí đó, thì nó cho chúng ta nó cho chúng ta biết là chúng ta sẽ đi vào chừng nào. Thì cái người mà dùng lý trí nhiều đó, thì thường thường được thăng vào quả người làm quả trời. Ở người mà tình cảm nhiều, càng người tình cảm càng nhiều thì càng xuống, càng đọa xuống những cái quả thấp hơn. Ok, hạn như loại Atula đó là tình cảm nó chuyên môn nổi nóng. Thành ra cái tình với là cái lý trí đó nó có sự phân biệt với nhau. Thì mặc dầu con người đó, mình có rất nhiều tình cảm, nhưng đều có một cái loại người đó, người ta đa số ta dùng cái lý trí nhiều hơn để khi mà ta quyết định, thì những cái người đó thường thường ta được thăng, dễ thăng hơn khi mà luân hồi. Còn cái người mà để cái tình cảm nó chế người của mình, để cái thích với cái ghét của mình nó điều khiển cái quyết định của mình, những người đó thường thường dễ đọa hơn. Khác biệt chừng đó thôi. Đó. Giờ câu hỏi là tại sao sanh về trứng á, nó là do tư tưởng mà ra. Cái tại vì như vậy này, tại sao gọi là sinh trứng là vì tưởng? Tại vì này, Đức Phật, cái trí huệ Đức Phật dễ sợ lắm. Đức Phật nói là khi con gà, khi nó đẻ cái trứng ra, thì nó ngồi, nó ấp cái trứng, xong nó ngồi, nó dùng cái trí nó quán, nó thiền nó ngay lúc đó. Thằng cái vị mà người cứ cười với tôi á, cho tôi nói lúc đó mặc dù con gà nó không thể ngồi kiết già được, nhưng đều nó đang thiền. Nó đẻ trứng ra, nó ngồi, nó ấp cái trứng, nó ngồi xuống trên cái trứng để trứng nó nóng, xong ngồi nó tưởng, dùng cái trí nó dễ sợ, con gà nó dễ sợ, chỉ nó ra đi con, ra đi con, thì con gà nó mới từ từ nó mới vươn ra, nó mổ cái trứng để nó chạy ra ngoài nó gặp mẹ đó. Bởi vì trứng nó sinh bị tưởng, bị tại mẹ nó dùng cái trí đó, dùng cái tưởng đó để mà kéo con đứa con ra, dễ sợ hơn. Cái trí huệ Đức Phật dễ sợ hơn. Rồi sinh thai là tại vì tình cảm. Sinh thai là tại vì mình vợ chồng thương nhau, thành đẻ con. Đó là cái ma này phá tôi nữa. Bà hỏi cho cá là sao? Phá tôi nữa. Ta đừng kể chuyện hay như vậy phá cho được. Cái người này không giúp người khác tu hành thôi, chỉ phá người ta tu hành thôi. Nên cái người này khó tính quá, khó vừa lòng. Sinh về cái hơi ẩm thấp là tại vì một cái cách phối hợp với nhau. Cái gì phá tôi không cho cái gì ví dụ nữa đâu. Cái hóa sinh là bị tách ra. Yes, hết cái ví dụ về thiền rồi. Cái đó là hóa đó, thì cũng nhận nó bụng như bay. 118 Đức Phật giảng tiếp trong cái kinh đó, nó là chúng sinh với hữu sắc. Nó nói những cái chúng sách, chúng sinh hữu sắc trong cái cõi chúng ta đó, cõi dục giới này, thì những cái chúng sinh đó là những cái tinh chất mà nó tốt hoặc là xấu, mà có thể nó hiện những hiện tượng thiên văn nó xảy ra, hạn như
nó rớt xuống mấy cái hành tinh, đá nó rớt xuống rồi ta bưng lâu bụi như nó có một cái linh tính của nó. Nó đổi rất lâu nó đổi có một cái linh khí. À, thành ra những cái tướng đó mặc dù nó có sắc nhưng đều nó không có tồn tại lâu, nó không có tồn tại vĩnh cửu. Hoặc là ở trong những cái sắc giới đó thì những cái chúng sanh trong sắc giới, quả trời sắc giới đó là họ vẫn còn một cái sắc thân của họ rất là đẹp, rất là tuyệt vời, tại họ vẫn còn chấp vào cái sắc thân đó. 119 vô sắc. Phần giảng tiếp về cái loại vô sắc là những cái chúng sanh mà trong cái bốn cái quả tầng trời của cái vô sắc giới đó. Thành ra cái bốn tầng trời đó là cái tầng trời là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Đó là bốn cái tầng trời, cái quả trời khác nhau của bên vô sắc giới. Cái khác biệt giữa cái vô sắc giới á, coi những cái quả trời vô sắc giới với là cái quả trời sắc giới. Cái vô sắc giới nó không còn chấp vào cái sắc thân mà còn nó còn thô đó của bên sắc giới. 120 Phật còn nói là những cái chúng sanh mà hữu tưởng. Hữu tưởng là nói về những chúng sanh mà chẳng hạn như quỷ thần và những cái tinh khí. Những cái chúng sanh hữu tưởng này là có thể là những cái hiện tượng nó từ của Bồ Tát hiện ra làm quỷ làm thần, hoặc là có thể do những cái tuổi ác nhân ác quỷ nó tới nó phá. Thì mặc dù còn tưởng nhưng đều họ không còn một cái sắc thân nữa, nên đều còn chỉ còn cái tưởng thôi. Những cái chúng sanh vô tưởng, những chúng sanh chẳng hạn như hòn phẳng phu đó, quý vị nghe được chuyện hòn phu đó là người bỗng nhiên trở thành đá, nhưng mà cái là những cái chúng sanh mà bỗng nhiên trở thành cây, cây cổ, cây đất với sắc với là đá này đó. Thì bên Hồng Kông có cái hòn phẳng phu đó. Thì lúc nhỏ tôi đã quay phim có cái chuyện hòn phẳng phu, thì nó khác cái câu chuyện huyền thoại bên này một tí. Là hòn phẳng phu mấy câu chuyện của Chine ấy, thì nói là tại vì ông chồng cũng bỏ đi. Thì ra cái theo mà truyền thống bên người Hồng Kông thì nói là tại vì lên đó để đợi ông chồng đi đánh giặc, đi chiến tranh mà không trở về nữa, người không bao giờ trở về, mỗi ngày lên đó leo lên đó. Cái đặc biệt chỗ này nè, cái người này lên núi đó mà ngồi đó mà chỉ có một cái tư tưởng thôi là xả hết tất cả để mà đợi chồng thôi, không còn gì quan trọng nữa. Thằng cuối cùng thành đá, dễ sợ cái tư tưởng mà xả ra thành mình không còn gì nữa. Những cái chúng sanh vô tưởng này là cái lục thức với thất thức á, nó là được chế phục rồi. Để cho quý vị biết những cái kiến thức này cho vui vậy thôi, đừng có lo nghĩ quá. Nói phi hữu tưởng. Cái đấy có những chúng sanh là phi hữu tưởng, là những chúng sanh mà bỗng nhiên bị ép sinh vào lấy một cái hình tướng của một cái chúng sanh khác, loài chúng sanh khác, mà tại vì cái loài chúng sanh kia có cái tưởng lực nó mạnh hơn họ, thành kéo họ qua. Quý vị không hiểu rằng Đức Phật, cái trí huệ Đức Phật nó hay vậy đó. Đức Phật nói là đây nó xảy ra là tại vì nó bị kéo qua. Và nhà hàng như là một cái loài sâu bò đó, nó biến thành một con ong, loài ong, mà là tại vì cái loài ong đó nó dùng cái lực cái
cái trí lực của nó đó, để nó biến thành thành một con ong, loài ong dễ sợ. Theo kinh điển nói là thì theo sao kinh sách nói là cái con ong đó, cái loài ong wasp này, nó sẽ soạn cái ổ nó, xong rồi để trong cái ổ nó có một vài cái loài là sâu bọ. Rồi trong 7 ngày liên tiếp á, cái con ong này mới tùng một cái thần chú cho mấy con sâu bọ đó. Cái thần chú nó giống như là trở thành giống như ta. Có nhiều người rất là thích thú, nó trời ngày này học hay ghê, Phật giáo có cái một cái thần chú mà tôi biến thành bọ. Nghĩ chứ coi, một con ong mà nó có dùng cái trí lực nó tạo được cái loài ong nhỏ. Những quý vị tưởng tượng, quý vị những người có định lực đó, ngồi đó mà tạo dễ sợ. Nên quý vị chúng ta tu là tu phát triển cái định lực, mà quý vị cũng học những cái pháp tâm bậy này để mà làm sâu làm bò thôi, giống vậy. Muốn quý vị đắc giải thoát như vậy, cũng muốn quý vị tạo cái nhân duyên để mà kẹt vào cái vòng luân hồi. Tôi nói là sao mà tin cái chuyện nó hơi hoang đường một tí. Tôi nói là đương nhiên nó hơi khó tin đối với người mà không biết, khó tin. Đều theo kinh Kim Cang đó, kim Thủ Lăng Nghiêm nói, Đức Phật nói đó, cái quả đất này, cái sông, cái núi, cái cây, cái gai, tất cả đều tạo bởi cái tâm của chúng ta. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Không ai thắc mắc thì mình sẽ ngừng lại. Đúng giờ thầy ngừng là ngay cái phục.